Chiều ngày 23 tháng 6, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Quỳnh Quốc Việt cùng lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sạt lở trên địa bàn huyện Đầm Dơi. Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Đầm Dơi đã xảy ra 125 vụ thiên tai sạt lở đất ven sông, đã làm sập hoàn toàn 19 căn nhà của người dân, thiệt hại 60 mét lộ nhựa, gần 2.000 mét lộ đan. Ngoài ra cũng đã làm hư hỏng hàng trăm mét bờ kè, hàng chục cống sổ, đất nuôi tôm, ảnh hưởng đến hơn 100 hộ dân, ước tổng thiệt hại hơn 7,5 tỷ đồng. Qua kiểm tra, đoàn xác định nguyên nhân sạt lở là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, một số tuyến lộ xây dựng sử dụng lâu, phần lớn xây dựng đi theo các tuyến sông. Kinh lớn, mực nước lên cao, nước trồng, mực nước hạ sâu. Ngày đã mưa đầu mùa, nước thấm, những kẻ nước mùa nắng gây sạt lở lún sụp. Ngay sau khi sạt lở xảy ra, lãnh đạo của huyện Đầm Dơi cùng với các xã thị trấn cùng với người dân đã khắc phục tạm thời đối với những đoạn lộ sạt lở, kịp thời đóng cừ tràm, cừ dừa, săn lấp đất đen, hạn chế sạt lở, tạo điều kiện cho người dân đi lại trong khi chờ đầu tư sửa chữa từ ngân sách nhà nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Việt đã ghi nhận sự chủ động khắc phục tạm thời, góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo huyện Đầm Dơi cùng với địa phương tăng cường khắc phục sạt lở, đi đôi công tác kiểm tra, cảnh báo cho người dân những nơi có nguy cơ sạt lở, có phương án xây dựng lộ giao thông nông thôn trong thời gian tới, tránh ven sông, nghiêm cấm việc lấy đất trên sông kênh để săn lấp mặt bằng nhà ở, các công trình, chỉ đạo các ngành nông nghiệp, kế hoạch và đầu tư, có phương án xây dựng cầu vượt qua những đoạn lộ sụp lún, không có khả năng bồi trúc đất đen, xây dựng một số cống đầu nguồn ngăn dòng chảy ảnh hưởng đến sạt lở trong thời gian tới.